Sáng cùng ngày 19 tháng 5, khối thi đua các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng. Hội thi gồm có 4 đơn vị tham gia là trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh, trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh, trường cao đẳng nghề Tây Ninh và trường trung cấp y tế Tây Ninh thuộc khối thi đua các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Tây Ninh. Mỗi đơn vị thành lập một đội dự thi với 4 thành viên là cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị. Hình thức thi gồm 50 câu trắc nghiệm và 10 câu hỏi tình huống với các nội dung thi như tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chủ trương đường lối của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, các chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, các văn bản của Ủy ban dân tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Kết quả của hội thi trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh đạt giải nhất, trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh đạt giải nhì.